Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì rất vui được gặp lại mọi người trở lại với cái channel Phú Vlog của mình. Thì hôm nay ngồi rảnh rỗi nên lấy một số cái hình mà mình đã chụp hồi hôm Tết á. Bây giờ mới có thời gian để lấy ra ngồi chỉnh sửa lại, để đem đi rửa ra album hoặc là chia sẻ cho người thân xem. Thì trong cái lúc mà mình làm này thì mình muốn chia sẻ cái cách mình làm cho mọi người. Thì hy vọng rằng sẽ giúp cho mọi người có được những cái cách làm tốt nhất để cho mọi người có thể áp dụng ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì đây là cái tấm hình mình chụp như thế này. Mà mình chụp bằng cái máy cũng khá là cùi bắp thôi, chứ cũng không có ghê gớm cho lắm. Thì cái hình nó ra được như thế này. Và như mọi người thấy cái hình thì nó cũng hơi là mù mờ, không có được đẹp cho lắm ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình xử lý cái tấm hình này. Đầu tiên á, mình sẽ chỉnh lại cái màu sắc và ánh sáng cho cái tấm hình này như sau. Mọi người hãy mở cái cửa sổ layer lên cho mình, nằm ngay đây. Hoặc là mọi người hãy bấm phím F7 ha, F7 nó sẽ hiện lên cho mình cửa sổ layer nha. Đấy, anh F7 sẽ hiện lên. Rồi, tiếp theo mọi người hãy nhân đôi cái lớp layer này lên. Nhân đôi cái lớp layer này lên bằng cách là mình sẽ bấm chọn cái lớp layer background này. Rồi mình dùng phím Ctrl và phím Z trên bàn phím để nó nhân đôi cái lớp này lên. Ctrl Z ha. Đấy, nhân đôi cái lớp này lên như thế này. Sau đó mình chọn cái lớp layer 1 này. Mình sẽ vào filter, mình chọn camera raw filter. Mình sẽ dùng cái bộ lọc này, camera raw, để mình chỉnh màu sắc cũng như ánh sáng cho tấm hình này. Đấy, thì đây là cái giao diện của camera raw. Đây này mọi người nhìn nhá. Đầu tiên á, mọi người hãy ấn dùng cho mình vào cái nút auto đây. Đấy, để nó tự động nó chỉnh. Nếu mà mọi người mà thấy nó ưng ý á, thì mình sẽ chấp nhận. Còn nếu không ưng ý á, thì mình sẽ bấm lại về cái nút default đây nè. Default đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉnh nha. Thì mọi người nhìn á, ở đây của mình những cái mặt á, thì nó đã sáng lên rồi. Những cái góc này nó hơi tối ha. Thì những cái vùng tối này á, mình gọi là cái vùng shadow. Nó nằm ở những cái vùng tối như thế này. Thì mình sẽ kéo cái shadow này lên chút xíu để cho nó chỉnh cái vùng tối nó lên, cho nó sáng sáng lên một tí ha. Tất cả những cái vùng tối sẽ sáng lên này, mọi người nhìn này, mình kéo lên như này nó sáng lên này. Kéo hết xuống nó đen thui. Đó, cho nên mình sẽ kéo lên một chút xíu để cho nó làm sáng cái vùng tối nó lên chút xíu. Rồi, những cái vùng mà sáng á thì mình sẽ gọi là cái vùng white. Đó là những cái vùng ánh sáng. Thì nếu mà mình thấy nó chưa có được sáng, những cái áo này này nó chưa có được sáng á, thì mình sẽ tăng nó lên chút xíu cho nó sáng sáng lên tí ha. Đấy, tăng lên tí cho nó sáng lên chút xíu ha. Rồi, tăng cái vùng qua này lên một tí cho nó sáng lên tí ha. Đây, mình tăng lộn ở đây này, vùng qua. Đấy, cho nó sáng lên chút xíu. Nếu mà cháy quá đó, cái hình mà cháy quá, mình sẽ kéo cái vùng highlight này lại một tí để cho nó cứu sáng lại, cứu cháy. Đồng thời những cái vùng mà đen á, cái vùng đen, vùng tối á, mình sẽ tăng cái vùng cái thanh black này lên. Đấy, nào mọi người nhìn này, đấy, những cái chỗ đen á, nó sẽ tăng lên, đó, đen này nó tăng lên này. Nó sáng lên chút xíu ha. Rồi, tiếp theo mình khi mình đã chỉnh ánh sáng rồi thì mình phải chỉnh cái mục contrast, là cái độ tương phản, để cho nó kéo cái hình chúng ta lại. Chứ chúng ta chỉnh cái ánh sáng vào vùng tối nhiều quá, cái hình chúng ta sẽ bị nhiễu và mờ. Ta sẽ chỉnh cái vùng contrast này lên. Vùng contrast sẽ giúp chúng ta căn chỉnh lại cái độ tương phản của tấm hình, cho hình ta được sắc nét hơn. Đấy, ta căn làm sao mà cho cái mắt chúng ta nhìn nó hợp lý thì thôi ha. Rồi, cái clarity này nó sẽ giúp cho hình chúng ta được rõ nét hơn. Nó sẽ nổi những cái đường nét lên. Chúng ta tăng này lên một chút xíu thôi, đừng có nhiều quá như này nó rất là ghê.
ta lên một chút xíu thôi, làm sao cho nó vừa mắt ha. Đó rồi, cái virus này, cái cột virus này nó là cái cột giúp chúng ta tăng cái độ sâu màu của tấm ảnh lên. Chúng ta nhìn cái hình đây nó đã có màu rồi, nhưng mà cái hình nó không có được sâu cho lắm. Chúng ta sẽ tăng cái virus này lên này, ấy đã tăng màu sắc lên này. Đó thì chúng ta cũng chỉnh sao cho nó vừa mắt thôi ha, không có tăng quá nó sẽ rất là xấu. Rồi cái saturation này nó là cái độ bão hòa của cái màu, chúng ta sẽ tăng này lên một chút xíu để nó bão hòa cái màu ra, nhìn cho nó hợp lý ha. Rồi sau khi đã chỉnh xong hết, chúng ta sẽ chỉnh cái thanh exposure này. Exposure này nó là chỉnh ánh sáng của toàn cái tấm hình chúng ta. Nó khác với cái highlight và white nha mọi người. Cái highlight và white nó sẽ chỉnh cái vùng sáng thôi, còn cái exposure này nó chỉnh ánh sáng của toàn tấm ảnh luôn. Chúng ta sẽ tăng lên chút xíu, đó, cho nó sáng cái tấm hình lên. Đấy, nếu chúng ta thấy cháy quá chúng ta kéo cái vùng highlight này chút xíu cho nó kéo lại. Highlight và white chúng ta sẽ kéo lại chút xíu. Đó, sau khi đã nhìn ưng ý rồi á thì chúng ta ngưng lại. Cái cột temporary này nó sẽ giúp chúng ta là giảm cái nhiệt độ của màu. Nếu chúng ta thấy cái hình chúng ta đó nó chuyển qua cái gam màu vàng và đỏ nhiều, có nghĩa là đang ở màu nóng, thì chúng ta sẽ có thể giảm này lại chút xíu để cho nó bớt cái nhiệt độ màu đi ha. Nó chuyển qua đây thì qua tông lạnh này, tông xanh, qua này qua tông đỏ, tông vàng, thì tùy theo cái mắt chúng ta thôi. Như mình thì mình ưa cái tông lạnh hơn là tông nóng, cho nên mình hay chỉnh qua bên này chút xíu, gia giảm chút xíu cái này để cho nó bớt cái độ nóng lại ha. Rồi bấm vào đây nha. Rồi tiếp theo mình sẽ tăng cái này lên một chút xíu. Rồi sau khi cảm thấy đã hài lòng rồi, chúng ta bấm nút OK, chấp nhận ha, chấp nhận. Thì mọi người coi đây, đây là tấm hình sau khi chúng ta xử lý. Thì mình sẽ tắt cái lớp layer ở trên đi. Cái layer ở trên là cái hình mình đã xử lý nè, mình tắt đi. Chúng ta nhìn cái hình chưa xử lý đây. Đây là cái lớp background, ở dưới là lớp chưa xử lý. Mọi người nhìn này, cái hình nó rất là đen và mù mờ. Cái lớp ở trên mình xử lý rồi á, cái hình nó đã đẹp hơn khá là nhiều ha. Đấy. Thì đây là một cách đơn giản nhất để giúp chúng ta căn chỉnh màu sắc và ánh sáng của tấm hình sao cho nhìn đẹp và hợp lý hơn ha. Rồi sau khi mà đã chỉnh cái này xong rồi đó, mọi người có thể chỉnh thêm một số cái ở đây. Chẳng hạn dụ như mình vào cái level này sẽ giúp chúng ta căn chỉnh lại cái ánh sáng của toàn khung hình luôn. Thì mọi người hãy nhìn ở đây, mình có ba cái cột này. Cột đầu á là nó sẽ cho mình chỉnh cái độ tối. Cột này á, cột sau cùng này nó chỉnh ánh sáng, và cột là cột trung gian. Thì mọi người nếu như không muốn chỉnh sâu, mọi người chỉ việc chỉnh cái cột này nó vào nằm sát cái góc, sát cái đáy của cái biểu đồ này là được. Cái này cũng vậy, sát vào biểu đồ này. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh cái cột trung gian này làm sao cho nó vừa mắt chúng ta, tối hoặc là sáng, tùy ý chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh như thế này, gia giảm cho nó hợp lý. Sau khi chỉnh xong mọi người hãy nhìn này. Đấy, khi mà chưa có lớp, chưa có cái hiệu ứng level, cái hình chúng ta nó mù mờ. Chúng ta có cái hiệu ứng này thì chúng ta sẽ sắc nét hơn. Rồi, mình có thể thêm một cái nữa là Mình có thể cho thêm một số cái nữa ha. Đây, mọi người có thể cho nó thêm cái này. Mình xóa này đi, cái này nó bị lỡ bấm vô rồi, xóa này đi, bỏ cái lớp này đi ha. Rồi mình có thể cho thêm một cái lớp nữa là cái lớp color balance. Cái lớp này sẽ giúp chúng ta cân bằng cái màu sắc trong cái tấm hình chúng ta. Chẳng hạn như mình thấy cái tấm hình của chúng ta nó hơi ngả sang vàng nhiều, chúng ta có thể là gia giảm bớt vàng đi ha. Đây cột màu vàng này, mình gia giảm bớt vàng. Rồi đỏ nhiều, mình gia giảm bớt đỏ.
ha, gia giảm bớt đỏ, gia giảm bớt đỏ đi để cho cái hình chúng ta nhìn nó được hài hòa hơn. Thì sau khi chỉnh xong nè, mọi người nhìn nè, bấm vào layer ha, bấm vào cái layer đây, mình bật tắt cái con mắt này đi nè, mọi người nhìn này, đó cái hình của mình nó nhìn nó được có vẻ như là nó nhẹ nhàng hơn. Rồi thì sau khi mà đã căn chỉnh xong tất cả rồi, mình sẽ gộp tất cả những cái lớp này lại, bấm vào đây chọn flatten image, đấy gộp nó lại như thế này. Sau đó mình sẽ crop cái tấm hình này lại, cắt cái tấm hình này lại cho nó nhìn nó được gọn gàng hơn. Thì mọi người hãy chọn dùng cho mình cái công cụ là crop ở đây, crop ở đây. Rồi mọi người bấm vào đây chọn cho mình là cái cột này, y nhân 2 nhân resolution, có nghĩa là chiều dài nhân chiều rộng và độ phân giải. Thì mình sẽ chọn ở đây ha. Rồi mọi người để cho mình ở đây kích thước là 18 cm, mình đánh vào đây là 18 cm và ở đây là 13 cm. Rồi mọi người nhớ chọn cho mình cái chỗ này là pixel trên inch nha, chứ đừng có chọn pixel trên cm, chọn pixel trên inch mới đúng nha. Và để ở đây cho mình là 300 ppi. Thì cái tấm hình này khi mà mình cắt ra xong á, mình sẽ rửa ra được một tấm hình với cái khổ là 18 x 13. Đây là cái khổ hình chuẩn 18 x 13. Thì mình sẽ cắt như thế này, thì nó hơi phạm vào một chút xíu. Đó, nó hơi phạm một chút xíu. Đấy, đây là cái khổ 18 x 13. Thường mình hay cắt như này. Thì nếu như mà mọi người không có thích cắt cái khổ vuông như thế này á, thì mọi người có thể là cắt cái khổ dài. Tại vì đa số bây giờ mọi người thường thường là hay cắt cái khổ dài, hay cắt cái khổ wide đó. Thì mọi người có thể bỏ cái này đi, mình bấm nút escape để bỏ cái này đi. Mình có thể chọn cái khổ khác, chẳng hạn ví dụ như ở đây mình chọn cái khổ là, mọi người có thể chọn là khổ 16:9 đây này. Đó. Sau đó mọi người nhìn thấy những cái điểm neo ở đây, mọi người có thể gom nó lại theo như ý thích của mình. Đây, gom theo ý thích của mình nha. Gom những cái điểm neo lại theo ý thích của mình. Thì mình sẽ cắt nó như thế này để cho nó cái hình nó nhìn nó được đầy đầy chút xíu. Và khi mà crop hình như này á, mọi người để ý mình sẽ có những cái đường như thế này. Thì cái đường như thế này á, mình gọi nó là đường như này này. Những cái đường như này, đường dọc và đường ngang này mình gọi là đường mặn, điểm mặn. Còn những cái điểm mà cái đường này gọi là đường mặn nha, những cái đường ngang đường dọc này gọi là đường mặn, và những cái điểm giao nhau như thế này mình gọi là cái điểm mặn. Thì chúng ta khi chúng ta crop hình, cắt hình á, chúng ta để ý là những cái đường này nó nằm trên cái chủ thể của chúng ta thì cái hình nhìn nó sẽ được ấn tượng hơn. Ok, thì mình cắt nó khoảng như đây nha, cắt nó khoảng như đây đi. Rồi như này đi, cái này nó ra đây một chút xíu. Rồi rồi, sau khi đã chấp nhận với cái khung hình này rồi, mình sẽ bấm vào cái nút check về đây, hoặc là mình bấm enter cho bàn phím để kết thúc cái lệnh cắt này. Đó, sau đó mình bấm hai lần vào cái nút bàn tay để nó zoom cái hình lớn hết ra màn hình. Thì đây là cái khung hình sau khi mình đã cắt, nhìn nó ấn tượng hơn rất là nhiều ha. Thì mọi người nhìn đây này, mình sẽ nhân đôi thêm một cái tấm này nữa bằng cách là mình vào cái lệnh này, email, mình sẽ duplicate một tấm lên, rồi copy ra nha, nhân đôi cái tấm này lên. Sau đó mình sẽ invert cái tấm này quay trở lại cái lúc ban đầu. Đây mình chọn cái lệnh là revert nha, nó sẽ quay trở lại lúc ban đầu như chưa chỉnh sửa gì hết. Rồi mình sẽ cho hai tấm này nó nằm bằng nhau để mọi người dễ nhìn nha. Mình vào đây, rồi chọn window, chọn arrange và chọn float in window nha. Đấy, nó sẽ đưa hai tấm hình này ra cho chúng ta như thế này. Bây giờ nếu muốn cho tấm này bằng tấm này đó, mình sẽ vào đây chọn window, arrange và chọn match on cho nó bằng nhau hết ha. Đây cái này như thế này, đây như thế này, và cái này cũng vậy, tấm này cũng vậy ha. Thì đây mọi người nhìn đây, mình có hai tấm hình như thế này.
có hai tấm hình như thế này ha. Đây, mình sẽ cho nó gom nhỏ lại như thế này để mọi người nhìn nó dễ. Thì đây là một cái tấm hình khi mà mình chưa chỉnh sửa, nó như thế này, màu sắc như thế này. Và đây là tấm hình sau khi mình đã chỉnh sửa, màu sắc chúng ta được như thế này ha. Đấy, thì nó khá là đơn giản thôi. Ok, mình sẽ gom này lên đây lại cho nó dễ nhìn. Đây nha, đây cho lên đây. Đấy, đây là trước khi chỉnh sửa, và đây là sau khi chỉnh sửa. Tấm hình chúng ta đã ấn tượng rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta chỉ việc là mang tấm hình này ra bên ngoài, in ra album hoặc là chia sẻ cho mọi người thôi. Ok, thì cái bài này á, mình muốn chia sẻ với mọi người cái những cái lận đơn giản để mọi người có thể chỉnh sửa một tấm hình khi mà mình chụp gia đình hoặc là người thân vào những cái dịp mà sinh hoạt gia đình. Thì đầu tiên á, mọi người sẽ dùng, nhớ cho mình là dùng cái lận là camera raw ở trong filter này để mình chỉnh màu sắc và ánh sáng là dễ nhất ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng thêm một số cái hiệu ứng như là level và color balance để mình chỉnh lại cái màu sắc cho nó hài hòa. Và cuối cùng là mình sẽ dùng cái lệnh là crop tool ở đây để mình cắt cái hình lại cho nó được gọn gàng ha. Ok, thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây, và hẹn gặp lại mọi người trong những video chia sẻ tiếp theo. Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì rất cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu để theo dõi cái video này của mình. Nếu như thấy cái video này thực sự hữu ích thì mọi người hãy chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là hãy nhấn vào cái nút subscribe, cái nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, cũng như là theo dõi và là người đầu tiên nhận được những video chia sẻ mới nhất của kênh của mình nha. Và nếu như thấy thích cái video này á, mọi người hãy nhấn vào nút like. Và nếu có ý kiến nào đóng góp cho mình thì mọi người hãy comment phía dưới cái video, mình sẽ thu xếp thời gian để trả lời cho mọi người sớm nhất. Thì xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những video chia sẻ tiếp theo.